quý. Lên kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị khách quý, ngày hôm nay sự kiện của quý vị khách quý được về dự lễ khai trương cửa hàng Lavender Spa ngày hôm nay. Tôi xin phép được trân trọng giới thiệu sự kiện của các đơn vị đối tác cùng với quý vị khách quý về dự cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin được trân trọng và giới thiệu sự kiện của ông Phạm Văn Hoành, quản lý trung tâm sát hạch lái xe phòng cháy chữa cháy. Xin được trân trọng và giới thiệu sự kiện của bà Hải Duy, tổng giám đốc công ty Hado Việt Nam, đơn vị đối tác. Xin được trân trọng và giới thiệu xin riêng của ông Nguyễn Văn Anh, đại diện đơn vị đối tác công ty cổ phần Proctor Setup Lender. Xin được trân trọng và giới thiệu xin riêng của bà Hà Thị Dung, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Naturalen, đơn vị đối tác. Xin được trân trọng và giới thiệu xin riêng của ông Bá Ba, CEO điều hành công ty công nghệ Mito. Xin được trân trọng và giới thiệu xin riêng của ông Nguyễn Thạch Hiệp, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Aco. Và sự đông đủ của quý vị khách quý cũng có mặt trong ngày hôm nay về dự lễ khai trương của cửa hàng Lavender Spa, và đề nghị chúng ta sẽ một tràng pháo tay thật lớn chào đón chính sự diện của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta đang ở trong một chương trình đặc biệt ấn tượng và nhiều cảm xúc về hành trình khởi nghiệp của một người phụ nữ xinh đẹp, bén duyên với dược liệu, với tình yêu dược liệu cháy trong người của cô con gái ấy, trong món quà chăm sóc sức khỏe hạnh phúc đến từng gia đình với những giá trị cho đi là còn mãi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó chính là nghi lễ cắt băng khai trương Lavender Spa. Và kính thưa quý vị, để thực hiện nghi lễ cắt băng ngày hôm nay, xin trân trọng và kính mời sự diện lên sân khấu ông Phạm Văn Hoành, quản lý trung tâm sát hạch lái xe phòng cháy chữa cháy. Xin trân trọng kính mời bà Đinh Thị Nhung, tổng giám đốc công ty Trang Nhung Holding. Xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Văn Anh, giám đốc công ty cổ phần Tesla Lender. Xin trân trọng và kính mời sự diện của ông Nguyễn Thạch Hiệp, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Anpo. Xin trân trọng và kính mời. Diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là sự diện của quý vị khách quý sẽ đại diện cho ban tổ chức chương trình ngày hôm nay sẽ thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón chính sự diện của quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị khách quý chúng ta chuẩn bị kéo vào dụng cụ của mình ngày hôm nay cho buổi lễ khai trương. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, thời khắc quan trọng nhất ngày hôm nay đã đến. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng hướng ánh mắt về cái sân khấu chính ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tôi xin được tuyên bố buổi lễ cắt băng khai trương Lavender xin phép được bắt đầu. Và cả xin mời quý vị khách quý chúng ta cùng cắt băng khai trương, xin mời.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là Lavender Spa ngày hôm nay đã chính thức được khai trương và mang đến một địa điểm spa chăm sóc sức khỏe từ dược liệu người Việt vô cùng tuyệt vời dành cho toàn thể quý khách hàng. Spa. Để chúng ta sẽ nhận một lá phiếu ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay chính là ngày khai trương nên chúng ta sẽ có một lá phiếu trong tay. Và có thể quý vị khách quý sẽ là người may mắn nhất nhận được những phần thưởng ngày hôm nay trong phần tốc tham trúng thưởng của cuối chương trình. Một lần nữa thay lời cho những người làm chương trình của Lavender Spa, xin được quý vị khách quý chúng ta sẽ đón nhận những lá phiếu ngày hôm nay tại bàn. Bây giờ là mình phải đến trong một góc độ như em nha. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Trời. Vâng ạ, trong ngày vui của Lavender Spa ngày hôm nay vừa có lắng nghe tất cả quý vị khách quý để dự trong buổi khai trương này, quý vị bảo là ngày hôm nay tôi xin phép đăng ký hát một bài. Vâng ạ, ngày hôm nay có sự hiện diện của nhạc công ạ. Vậy anh trân trọng kính mời những lời ca tiếng hát của quý vị khách quý chúng ta cùng dành lời ca yêu mến của mình. Vâng ạ, anh áo đen không ạ? Vâng ạ, vâng, nghe rõ là anh là tôi xin phép đăng ký hát một bài được tặng cho Lavender Spa trong buổi sáng ngày hôm nay. Lander Spa ngày hôm nay. Wow, vâng, hãy trân trọng kính mời tiếng hát của anh. Lạnh chiều đấy ha, vâng. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, ngày nay tất cả quý vị đã được về thăm Lander Spa trong ngày hôm nay và quý vị đã được nhìn những sản phẩm dược liệu ngày hôm nay của Lander Spa. Và ngày hôm nay là ngày chạy trong tuần khai trương của Lander Spa thì cũng xin phép được đưa ra ngày hôm nay của Lander Spa ngày hôm nay có những gói dành cho tất cả quý vị khách quý được đăng ký kể từ ngày hôm nay. Để tất cả quý vị được dành được những cái phần quà đó chính là cái phần tặng của Lavender Spa trong các gói liệu trình. Và thứ nhất đó chính là gói hội thường mà quý vị đăng ký 10 buổi và đăng ký kể từ ngày hôm nay. Đó chính là giá trị 500k trong 10 buổi và sẽ được tặng một buổi động chân massage. Và liệu trình thứ hai đó chính là hội dưỡng sinh mà quý vị khách quý đăng ký ngày hôm nay, đăng ký 10 buổi. Đó chính là 1.500.000 và sẽ được tặng một buổi dưỡng sinh và một sản phẩm, đó chính là Bách Mộc Nhi. Và gói thứ ba đó chính là gội dưỡng sinh chuyên sâu. Quý vị khách quý đăng ký ngày hôm nay trong ngày đầu tiên chạy chương trình khai trương của 10 buổi và quý vị đăng ký giá trị là 2 triệu mà quý vị sẽ được tặng một buổi gội dưỡng sinh chuyên sâu và một sản phẩm Bách Mộc Nhi. Và chương trình thứ tư đó chính là massage thư giãn và quý vị đăng ký 10 buổi kể từ ngày hôm nay giá trị 3 triệu đồng. Quý vị sẽ được tặng một buổi gội dưỡng sinh
và một sản phẩm tất cả nhiên. Và gói thứ năm đó chính là massage của bé gái. Quý vị đăng ký ngày, kể từ ngày hôm nay trong lịch trình 10 buổi trị giá 3 triệu đồng sẽ được tặng một buổi massage ngâm trong thảo mộc và một sản phẩm tách mộc nhi. Và lịch trình thứ 6 đó chính là massage lưng eo. Và quý vị đăng ký kể từ ngày hôm nay trong 10 buổi giá trị 3 triệu đồng, quý vị sẽ được tặng một buổi massage ngâm chân thảo dược và một sản phẩm tách mộc nhi. Và lịch trình thứ 7 đó chính là massage trị liệu chuyên sâu. Và quý vị đăng ký kể từ ngày hôm nay trong 10 buổi giá trị 5.500.000 đồng, quý vị sẽ được tặng một buổi hội dưỡng sinh chuyên sâu và một sản phẩm bách hồng nhi. Và đó chính là những liệu trình của Lavender Spa đưa ra cho những tuần đầu khai trương. Vậy trân trọng kính mời quý vị khách quý chúng ta cùng nhanh chân về đến phía của Lavender Spa để chúng ta đăng ký những liệu trình của chúng ta để chúng ta giành được những phần thưởng và được tặng những phần quà rất hấp dẫn của Lavender Spa. Trân trọng được kính mời. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, chỉ còn ít phút nữa chương trình lễ khai trương Lavender Spa ngày hôm nay sẽ được chính thức bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng lại lên sân khấu để hòa chúc ngày hôm nay chào đón quay trở lại tiếng hát của nữ ca sĩ Hoài Thương. Xin được tất cả quý vị chúng ta ca khúc tiếp theo, một ca khúc rất là sôi động ngày hôm nay để chương trình xin phép được bắt đầu. Và xin mời tất cả quý vị dùng một tràng pháo tay thật lớn chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hoài Thương.
lên kính chúc sức khỏe và lên chào Nông Nhật Đức. Kính thưa quý vị khách quý, ngày hôm nay sự kiện của quý vị khách quý được về dự lễ khai trương cửa hàng Lavender Spa ngày hôm nay. Tôi xin phép được trân trọng giới thiệu sự kiện của các đơn vị đối tác cùng với quý vị khách quý về dự cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin trân trọng và giới thiệu sự kiện của ông Phạm Văn Hoành, quản lý trung tâm sát hạch lái xe phòng cháy chữa cháy. Xin trân trọng và giới thiệu sự kiện của bà Hải Duy, tổng giám đốc công ty Hazo Việt Nam, đơn vị đối tác. Xin được trân trọng và giới thiệu xin diện của ông Nguyễn Văn Anh, đại diện đơn vị đối tác công ty cổ phần Trotter Startup Lander. Xin được trân trọng và giới thiệu xin diện của bà Hà Thị Dung, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Naturalen, đơn vị đối tác. Xin trân trọng và giới thiệu sự diện của ông Bá Ba, CEO điều hành công ty công nghệ Mito. Xin trân trọng và giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Thạch Hiệp, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Anco. Và sự đông đủ của quý vị khách quý cũng có mặt trong ngày hôm nay về dự lễ khai trương của cửa hàng Lavender Spa, và đề nghị chúng ta sẽ một tràng pháo tay thật lớn chào đón chính sự diện của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta đang ở trong một chương trình đặc biệt ấn tượng và nhiều cảm xúc về hành trình khởi nghiệp của một người phụ nữ xinh đẹp, bén duyên với dược liệu, với tình yêu dược liệu cháy trong người của cô con gái ấy, trong món quà chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc đến từng gia đình với những giá trị cho đi là còn mãi. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó chính là nghi lễ cắt băng khai trương Lavender Spa. Và kính thưa quý vị, để thực hiện nghi lễ cắt băng ngày hôm nay, xin trân trọng và kính mời sự diện lên sân khấu ông Phạm Văn Hoành, quản lý trung tâm sát hạch lái xe phòng cháy chữa cháy. Xin trân trọng kính mời bà Đinh Thị Nhung, tổng giám đốc công ty Trang Nhung Holding. Xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Văn Anh, giám đốc công ty cổ phần Startup Lander. Xin trân trọng và kính mời sự diện của ông Nguyễn Thạch Hiệp, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Anpo. Xin trân trọng và kính mời. Diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là sự diện của quý vị khách quý sẽ đại diện cho ban tổ chức chương trình ngày hôm nay sẽ thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón chính sự diện của quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị khách quý chúng ta chuẩn bị kéo vật dụng của mình ngày hôm nay cho buổi lễ khai trương. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, thời khắc quan trọng nhất ngày hôm nay đã đến. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng hướng ánh mắt về đến sân khấu chính ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tôi xin được tuyên bố buổi lễ cắt băng khai trương Lavender xin phép được bắt đầu. Vâng ạ, xin mời quý vị khách quý chúng ta cùng cắt băng khai trương, xin mời.
Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Lavender Spa ngày hôm nay đã chính thức được khai trương và mang đến một địa điểm spa chăm sóc sức khỏe từ dược liệu người Việt vô cùng tuyệt vời dành cho toàn thể quý vị chúng ta di chuyển về. Và một tràng pháo tay toàn thể tất cả quý vị đến đây lời cho Lavender Spa ngày hôm nay. Cảm ơn công ty cổ phần dược mỹ phẩm Sun Garden ngày hôm nay đã phân hoa tươi thắm được chúc mừng cho buổi lễ khai trương. Và bây giờ buổi lễ khai trương ngày hôm nay của Lavender Spa, chúng ta kính mời đại diện của công ty Tour Shop Lavender ngày hôm nay có lăng hoa tươi thắm được chúc mừng buổi lễ khai trương, trân trọng được kính mời. Xin trân trọng kính mời sự hiện của anh Quân đến từ công ty đất Việt Thành từ giờ và lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay được chúc mừng cho lễ khai trương. Xin trân trọng kính mời đại diện của trung tâm sát hạch ông Phạm Văn Hoành, quản lý của trung tâm sát hạch và lãng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ khai trương, trân trọng được kính. Yeah. Kỳ Huệ cũng là hoa tươi thắm được chúc mừng trong buổi lễ khai trương, chúc cho Lavender Spa Hồng Tháp, trân trọng kính mời.
theo xin trân trọng kính mời lãng hoa tươi thắm của gia đình anh Đức Sinh. Ngày hôm nay lãng hoa tươi thắm được chúc cho lễ khai trương hợp pháp, trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời lãng hoa tươi thắm của em Lộc. Cũng lãng hoa tươi thắm được chúc mừng cho lễ khai trương Lavender Spa trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính mời đại diện của công ty Hazu ngày hôm nay cũng có lãng hoa tươi thắm được chúc mừng cho buổi lễ khai trương. Xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty Hazu. Tiếp theo trân trọng kính mời đại diện của công ty Mitu. Ngày hôm nay cũng là lãng hoa tươi thắm, xin được chúc mừng cho buổi lễ khai trương công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Nhung Hoát Đình, trân trọng kính mời. Thiếu được đó chính là một lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay của tập thể nhân công viên của công ty trách nhiệm hạng của Trang Nhung ngày hôm nay. Xin mời.
quý vị khách quý thân mến, và ngày sau đây chính là những thước phim để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất. Và trước khi ngày hôm nay thước phim đẹp nhất ngày hôm nay sẽ lưu khoảnh khắc cho ngày lễ khai trương, trân trọng kính mời hội chị em kinh tế, vâng ạ, cũng có một lãnh quản ngày hôm nay xin được chúc mừng cho buổi lễ khai trương. Vâng ạ, xin mời hội chị em cây khế ngày hôm nay có lãng quà được chúc cho buổi lễ khai trương. Xin mời hội chị em cây khế. Chân trọng cảm ơn hội chị em kinh khế đã nhẽ nhà hôm nay có lãng quả, là kẽ và lãng quả khế thì đang hợp lý hơn. Và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, được chúc cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay, thì trân trọng kính mời quý vị khách quý chúng ta về để chúc cho buổi lễ khai trương, chúng ta sẽ lưu khoảnh khắc đẹp nhất cho buổi lễ khai trương. Và trân trọng kính mời sẽ diện của bà Hải Duy, tổng đốc công ty Harum Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Anh, công ty cổ phần Dustrap Lander. Trân trọng kính mời bà Hà Thị Dung, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Nutrogen. Và trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hoành, quản lý trung tâm sát hạch lái xe phòng cháy chữa cháy. Trân trọng kính mời ông Bá Ba, CEO điều hành công ty công nghệ Mito. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thạch Hiệp, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Anco sẽ lên sân khấu để sẽ dành được phần thưởng may mắn nhất trong buổi lễ khai trương. Và trước khi tất cả quý vị chúng ta đến với phần bốc thăm may mắn, trân trọng mời quý vị khách quý chúng ta sẽ thăm Lavender Spa trong ngày hôm nay. Và trân trọng quý vị khách quý sau vòng 5 phút nữa quay trở lại với sân khấu chính ngày hôm nay để chung vui với cả Lavender Spa bữa cơm thân mật trong buổi lễ khai trương. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng được tham quan Lavender Spa trong vòng 5 phút. Trân trọng kính mời. Và cái xin mời quay trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoài Thương, sẽ dành tất cả quý vị khách quý lời ca yêu mến tiếp theo. Trân trọng kính mời nữ ca sĩ Hoài Thương. Lên chụp gia đình đi. Chia đôi anh ạ. Thầy nhấn anh. Dạ. Đây à? À tí. Thôi chụp luôn đi. Anh ơi,
Vâng, thưa quý vị, quý vị thân mến, vẫn là sẽ những quý vị khách quý về tham quan Diamond Spa trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, ở đây vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, và trong ngày hôm nay quý vị khách quý về dự cho buổi lễ khai trương của Lavender Spa trong buổi sáng ngày hôm nay, và một phần nữa tất cả quý vị rất là chờ đợi mong ngóng đó chính là phần quay số trúng thưởng. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lại bớt chút thời gian vào ngọc của mình, chúng ta cùng hướng về sân khấu chính ngày hôm nay để chúng ta sẽ đến phần bốc thăm trúng thưởng, nhưng mà phần đó chính là dành trong vòng 5 phút nữa. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng được chào đón quay trở lại với sân khấu chính ngày hôm nay, đó chính là phần khai tiệc. Trân trọng kính mời bà Đinh Thị Nhung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn của Trang Nhung Hot Ring, và không thể thiếu được đó chính là người kể vai sát cánh cùng với bà Đinh Thị Nhung, đó chính là ông Dương Hồng Cương. Vâng, trân trọng kính mời ông bà ngày hôm nay sẽ lên sân khấu để khui rượu sân bay khai tiệc. Trân trọng kính mời.
ông Dương Hồng Cương và bà Đinh Thị Nhung ngày hôm nay. Và ở đây Dương thì tân xin phép được là người bắt nhịp. Và ở đây Dương tân xin phép được đếm 1, 2, 3 quý vị dô 1, 2, 3 chúc mừng 1, 2, 3 Hồng Phát được không ạ? Vâng. Đúng rồi, chúng ta xin mời tất cả quý vị. Chúng ta đã có rượu, có bia, có nước ngọt chưa ạ? Quý vị ơi! 1, 2, 3 Số 2, 3 chúc mừng 2, 3 Hồng Phát. Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly ngày hôm nay để chúc cho La Fona Sparta Hồng Phát. Xin mời. Và bây giờ xin mời bà Đinh Thị Nhung và ông Dương Hồng Cương sẽ nghiêng rượu hồng ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay ly rượu cảm ơn. Xin chào quý vị đã về, chúc cho buổi khai trương Lavender Spa. Xin mời. Và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, được đã thay lời cho Lavender Spa ngày hôm nay, kính chúc tất cả quý vị khách quý thật là ngon miệng trong bữa tiệc khai trương. Và quay trở lại với sân khấu Hoa Trúc ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng được trở lại, quay trở lại tiếng hát của những ca sĩ Hoài Hương sẽ dành cho tất cả quý vị người ca nghe mến. Điều này chúc cho buổi khai trương Hồng Phát và chúc tất cả quý vị khách quý thật là ngon miệng. Khai trương vâng ạ, trời ơi, mong ngóng nhất. Ông bà ủng hộ con nhé. Đó chính là phần bông thầm may mắn trúng thưởng của quý vị khách quý ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, trên tay của sân khấu ngày hôm nay đây chính là hòm phiếu để con số may mắn nhất của tất cả quý vị đang nằm trong chiếc hòm phiếu này đây. Và để tất cả quý vị là những người may mắn nhất giành được phần thưởng ngày hôm nay trong phần bông thầm may mắn, thì xin mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng kiểm tra lại số phiếu của mình xem đó là con số bao nhiêu. Và chúng ta cầm trên tay và chúng ta ghi nhớ từ khi mà MC cất lên tổng lên con số bông thầm trúng thưởng ngày hôm nay. Quý vị giơ cao bàn tay của mình và quý vị chúng ta sẽ về đến sân khấu để nhận những phần thưởng ngày hôm nay của quý công ty trách nhiệm hạng Trang Dung Hot Ring. Và để cho công bằng nhất trong buổi bốc thăm ngày hôm nay, thì bên đây xin mời một cánh tay của một vị khách quý sẽ là người bốc thăm đầu tiên ạ. Ban tổ chức xin phép là người không bốc ạ, sẽ dành cho quý vị khách quý là người bốc. Đó, và chính vì quý vị khách quý về dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay quý vị bốc thì đó chính là phần may mắn nhất. Bây giờ trân trọng kính mời bác ạ, vâng ạ, bác nữ đang ngồi gần đầu tiên đây ạ. Con mình bác chết ạ, vâng ạ, bác sẽ là người bốc cho những con số may mắn đầu tiên ngày hôm nay. Ai là người may mắn nhất? Dạ anh thôi. Vâng, thưa quý vị, khi tập đến ngày hôm nay có những giải thưởng như sau của Lavender Spa. Và lúc này đây xin phép được nhờ đến bác gái ngày hôm nay, bác sẽ là người bốc cho cháu 5 lá phiếu. Vâng, 5 lá phiếu, đây chính là 5 giải khuyến khích. Và 5 giải khuyến khích cho ngày hôm nay. Và giải khuyến khích đó chính là gội đầu thường của Lavender Spa sẽ dành cho 5 vị khách quý được may mắn. Vâng, bác bốc cho con lá phiếu đầu tiên ạ. Bác dở cho con đi, bác dở trước đi ạ. Vâng, con sẽ phép đọc luôn. Vâng ạ, xin phép được lá phiếu mang số 80 ạ. Vâng ạ, có khách quý nào có con số 80 không ạ? Vâng ạ, một lần nữa ban chức xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng kiểm tra lá phiếu của mình trên tay, con số của mình, con số may mắn của mình. Vâng ạ, xin phép hỏi quý vị khách quý ai là người có con số 80 ạ? Không có ai ạ. Vâng, nếu không có con số 80 xin phép được hủy con số 80. Vâng, lá phiếu tiếp theo là phiếu mang con số 04 ạ. Vâng ạ, có quý khách quý nào có mang số 04 không ạ? Cũng không ạ. Wow, quả thật là những món quà ngày hôm nay đang chờ và đợi khách quý cùng về với Lavender Spa ngày hôm nay. Lá phiếu tiếp theo là phiếu mang số, cho con nhìn lại con số với ạ. Và con số 69 ạ, con số rất là đẹp ạ. À dạ vâng, xin được chúc mừng chú ạ. À vâng, cháu mời chú lên sân khấu ạ. À, rất là tuyệt vời ạ. Vâng. Và một lá phiếu tiếp theo ạ, trân trọng kính mời cô bốc của cháu ạ. Một con số 69 đã là may mắn ngày nay dành cho chú. Và con số tiếp theo, con số 99 ạ. 66. Dạ vâng. Cháu mời chú đứng lên sân khấu ạ. Cho phép bà ban chức xin phép nhìn lại con số 99 ạ. Vâng ạ, chú cầm mỗi cháu con số của chú ạ. Con số 99 ạ, xin phép được khách quý nào có con số 99 không ạ? Không có con số 99, vâng, bác hủy cho con. Bác hủy cho con, bác xé cho con. Xé cái tờ hủy đi ạ. Vâng, bác xé bỏ luôn dưới sân khấu luôn. Vâng, bác bỏ luôn.
Vâng, bác bốc tiếp cho con. Con số may mắn tiếp theo là con số 85. Vâng ạ, có khách quý nào có con số 85 không ạ? Wow, vẫn chưa có một con số may mắn tiếp theo được dành cho quý vị. Vâng ạ, bác đã hủy cho con số này. Vâng ạ, một lá phiếu tiếp theo ạ. Vâng, vừa bác bốc là tay phải đúng không ạ? Lần này lần sau bác bốc cho con tay trái đi. Vâng ạ. Con số tiếp theo là con số 96. Và lúc trước là 69, bây giờ là con số 96 ạ. Vâng ạ, quý vị khách quý nào có con số 96 không ạ? Vâng, có không ạ? À không ạ, vâng, thế này xin mời lá phiếu tiếp theo ạ. Lá phiếu tiếp theo là lá phiếu mang con số 93. 93, có ai không ạ? À vâng, xin mời chị ạ. Rất là tuyệt vời, xin chúc mừng chị. Xin mời chị cầm lá phiếu của mình lên sân khấu ạ, để ban tổ chức xin phép và đối chiếu ạ. Vâng, bác giúp cho con tay trái đi ạ. Vâng, tay phải nó chưa được may mắn lắm. Vâng, chúng ta chuyển sang tay trái. Vâng, con số 90 ạ. Vâng, xin mời chị lên sân khấu ạ. Con số 90 ạ. Có ai không ạ? Con số 90 ạ. Vâng, 90 không có con số mà quý bác không có mà lá phiếu trong tay. Xin chào, cảm ơn rất nhiều, bác đã hủy cho con lá phiếu đó. Lá phiếu tiếp theo đó chính là lá phiếu 37. Vâng, là qua con số 37 không ạ? Vâng, cũng xin phép được bật mí với tất cả quý vị, nếu mà ngày hôm nay là các anh mà chúng ta nhận được cái phần quà ngày hôm nay trong phần đó là trung tâm trúng thưởng, mà có thể các anh bận rộn thì các anh có thể dành lá phiếu này cho vợ của mình. Vâng ạ. Vậy là xin phép được lá phiếu được mang con số 37, có ai không ạ? Đâu ạ? Đâu ạ, xin mời lá phiếu số 37 ạ. Dạ không có đúng không ạ? Vâng, xin mời bác cho con lá phiếu tiếp theo. Một lá này nữa mà không được con cảm ơn bác ấy. Vâng. Vâng, con số 71 ạ. 71 có ai không ạ? Không có ai ạ. Thế con xin phép được cảm ơn bác rất nhiều. Là vâng, con mời bác sẽ về đến bàn tiệc ngày hôm nay. Và em xin phép được chào chị gái. Chị sẽ giúp cho em, vì chị là người may mắn rồi. Chị đã được một phần quà ngày hôm nay. Chị hôm nay chị đã bốc cho một người khác cho em. Vâng, biết đâu người khác lại nhận được con số may mắn là giống như chị. Vâng, con số 77 ạ. 77 ạ, có ai không ạ? Không có một ai ạ. Vâng, con số tiếp theo ạ. Chị hủy cho em con số 77. Con số tiếp theo là con số 58 ạ. Vâng ạ, quý vị khách quý, có ai con số 58 không ạ? Không có số 58. Vâng, một lá phiếu tiếp theo. Vâng, chúng ta không được giải nhỏ, chúng ta biết đâu chúng ta được giải lớn đúng không ạ? Con số 05 ạ. 05 có ai không ạ? Dạ vâng, con số 05. Thì chắc chắn là cái giải khuyến khích này xin phép được dành cho hai vị khách quý. Và xin mời hai vị khách quý chúng ta sẽ về đến bàn check-in ngày hôm nay. Bên bộ phận của ban tổ chức sẽ ghi lại tên, địa chỉ của và số điện thoại của hai vị khách quý đã được trúng thưởng ngày hôm nay. Xin mời bên bộ phận của các bạn lễ tân, các bạn sẽ ghi lại số điện thoại, địa chỉ của người may mắn ngày hôm nay được trúng thưởng giải khuyến khích. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chia tay giải khuyến khích, chúng ta sẽ đến với giải 3. Và giải 3 chúng ta sẽ có 3 giải 3. Vâng ạ, xin mời một cánh tay của một vị khách quý ngày hôm nay, một chị em ở trong hội cây khế á. Vâng ạ, xin mời một chị ở trong hội cây khế lên giúp cho em một cánh tay thật là đẹp ngày hôm nay để bốc thăm cho ban tổ chức. Biết đâu có một vị khách quý sẽ giành được một phần thưởng trong 3 giải 3 ngày hôm nay. Chị này có phiếu không ạ? Chị ở bên nhóm cây khế. À vâng, số chị số bao nhiêu? 51, chúc mừng chị, biết đâu chị bốc được con số 51. Vâng, chị bốc em lá phiếu đầu tiên. Vâng, một con số trước ạ. 51 nè. À không phải rồi ạ. Vâng ạ, 02 ạ. Quý vị khách quý nào có con số 02 không ạ? À không ạ. Vâng, thế thì chị hủy cho em lá phiếu đó. Giúp cho em một lá phiếu tiếp theo. Úm mà là 51, úm rồi nó lại 41. Vâng ạ. 41 có ai con số 41 không ạ? Vâng ạ, con số 41 ạ. Quả thực là mọi người, xin phép mọi người có thể giúp cho ban tổ chức ngày hôm nay nhìn lại con số của mình trên tay để trên bàn tiệc, để chúng ta biết được rằng mình có trúng con số may mắn ngày hôm nay hay không. Vâng ạ, chị Hủy đã cho em con số đó, con số 41, không có một ai. Và xin phép là ban tổ chức đọc lên xướng tên đến lần thứ 3 các con số trúng thưởng mà ngày hôm nay không có ai, để ban tổ chức xin phép được hủy là phiếu đó. Là phiếu tiếp theo mang số 16, Nhất Lộc.
16 ạ. Có ai có con số 16 ngày hôm nay con số may mắn không ạ? Có không ạ? Vâng, xin mời bạn. Rất tuyệt vời, một bạn nữ rất là xinh xắn. Vâng, một giải thưởng giải 3 ngày hôm nay đó chính là ngâm chân thảo dược. Và chắc chắn là bạn sẽ được đôi chân rất là đẹp. Vâng, rất là cảm ơn bạn. Xin giúp cho em là phiếu nữa. Con số 03. Vâng ạ, xin mời chị. Vâng, rất là tuyệt vời. Một chị ở trong hội nhóm cây khế. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng ạ. Thì đến đây phải cảm ơn một bà chị nữa đúng không ạ? Rất là cảm ơn. Chị là người bốc luôn giúp cho em luôn. Một lá phiếu tiếp theo. Biết đâu lại bốc con số 51 cho bạn. À 44. Vâng, con số 44 ạ. Vâng, có ai con số 44 không ạ? Xin phép hỏi quý vị khách quý về dự lễ khai trương ngày hôm nay có ai con số 44 ạ? Không có ai đúng không ạ? Vâng. Chị sẽ rút cho em một lá phiếu nữa, hủy cho em một lá phiếu 44. 42 ạ. Vâng ạ, quý khách quý hôm nay có ai con số 42 ạ? Có ai không ạ? 42 ạ. À vâng, xin mời anh. Có luôn. Vâng ạ, xin mời anh ạ. Là đánh rơi mất rồi ạ, vâng. Xin phép tất cả quý vị, nếu con lỡ quý vị đánh rơi thì ban tổ chức ngày hôm nay không được tính. Vâng ạ, vì lá phiếu tất cả quý vị ngày hôm nay phải trùng với lá phiếu ban tổ chức, mà nhất là phải có dấu của công ty trách nhiệm hữu hạn của Trang Dương Hoát Đinh ngày hôm nay thì lá phiếu đó mới là lá phiếu hợp lệ. Vậy là xin mời chị ở giữa, chị lại bốc lên em một lá nữa. Cú mà là một người nữa thôi. Vâng, mình xin cái nào. 40 ạ, con số 40 ạ. Quý vị khách quý nào có con số may mắn 40 ạ? Xin phép hỏi tất cả quý vị, chúng ta ai là người đang sở hữu con số 40 là phiếu may mắn hôm nay ạ? Không có đúng không ạ? 44 không có, 42 không có, 40 không có. Vâng, chị bốc cho em một con số nhỏ nhỏ hơn một tí đi, số to quá sợ mọi người lại vượt quá. 30, vâng, nhỏ hơn 4, vâng ạ, nhỏ hơn 44 rồi. Vâng ạ, con số 30 ạ. Quý vị khách quý nào ai đang sở hữu con số 30 ạ? Có ai không ạ? Vâng, xin mời ạ, bàn tay của tất cả quý vị. Số 30 có phải không ạ? Kiểm tra giúp em là 30 hay là 03 đấy ạ? 03 một người rất là may mắn tất cả quý vị đây là con số 30. Đó chính là massage cổ vai gái. Vâng, cho em nhìn con số của anh ạ, con số 65. Đúng rồi ạ, rất là tuyệt vời. Và có dấu của công ty trách nhiệm hạn của Trang Nhung Hát Linh ngày hôm nay. Vâng, xin phép anh có hay đau cổ vai gái không ạ? À có, và chắc chắn là anh sẽ được thư giãn và thoải mái nhất của Lavender Spa sẽ dành cho anh em phần thưởng ngày hôm nay. Và xin mời chú đã giúp cháu một lá phiếu tiếp theo. Một giải nhì. Linh ba, à không phải, vâng. Con số 76 ạ. Vâng ạ, con số 76, ai là người sở hữu con số 76 ạ? Có ai không ạ? Xin phép là con số 76 ạ, ai là người sở hữu con số 76 ạ? Vâng ạ, không có ai đúng không ạ? Chú giúp cháu một lá phiếu nữa, tay trái đi chú ạ. Tay trái đi cho nó khác đi một tí. 103. 103. À không phải. Ôi, vâng, kính thưa tất cả quý vị, rất buồn cho chú. Vâng, con số 102. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chú thì đang sở hữu con số 103, nhưng mà chú lại bốc vào con số 102. Vâng, thiếu đúng một số nữa. Vâng, rất là đáng tiếc. Vâng, đáng tiếc cho chú, nhưng mà lại chúc mừng một ai đó là đang sở hữu con số 102 ạ. Ai ạ? Quý vị khách quý nào đang sở hữu con số 102 ạ? Có không ạ? Không ạ, thế là rất là đáng buồn nữa. Vâng, lại chia tay con số 102, chú cháu một con số nữa. Vâng. Biết đâu con số này là 103 của chú. Wow, không phải rồi, con số 82 ạ. Vâng, mà con số 82 ạ, ai đang sở hữu con số 82 ạ? À vâng, xin được chúc mừng chị, anh ạ. Vâng, chúc mừng anh. Xin mời anh lên sân khấu để ban tổ chức xin phép được so lại là phiếu ngày hôm nay ạ. Rất tuyệt vời. Đây anh mang là phiếu đây là ban tổ chức so ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Con xin phép được cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, cảm ơn một nghệ sĩ ạ. Vâng, chú vẫn cầm lá phiếu 103 của chú về vị trí. Biết đâu ít phút nữa chú được giải đặc biệt thì sao. Vâng ạ. Và cũng xin chúc được hai anh ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Hai anh đã quay được con số may mắn của mình, đó chính là con số mà đạt được giải nhì. Vâng, xin mời hai anh về bộ phận của check-in ngày hôm nay của ban tổ chức để ghi lại số điện thoại và địa chỉ để hai anh nhận được phần thưởng của ban tổ chức. Chúc mừng các bạn giúp cho chương trình là phiếu giải nhất ngày hôm nay. Ai là phiếu giải nhất ạ?
mời có thể là một vị khách quý ạ về dự lễ khai trương ngày hôm nay để giúp cho bạn trước bốc một lá phiếu giải nhất ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, có đây xin mời một bạn nhỏ. Vâng. Bạn nhỏ đang ngồi bàn thứ hai. Xin mời bạn nhỏ. Rồi, bạn lên đây. Bạn giúp cho bạn trước ngày hôm nay một lá phiếu. May mắn cho vị khách quý ngày hôm nay đạt giải nhất dành cho mẹ của cháu Úm Ba La. Nào thử nói nhá. Trong đầu vừa ngẫm này, Úm Ba La, Úm Mao La, số phiếu giải nhất dành cho mẹ cháu Úm Ba La. Thử nghĩ thế nào, chưa có được không nhá. Nào, Úm Ba La được chưa? Vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến. Và hôm nay đây, xin mời cháu, cháu sẽ rút cho bạn chức có một giải nhất dành cho một vị khách quý. Con số giải nhất là con số 79. Wow, một con số rất là tuyệt vời đấy ạ, thần tài. Quá tuyệt vời, kính thưa tất cả quý vị, quả thực là khai trương quá hồng phát. Con số giải nhất là con số thần tài, quá tuyệt vời. Vâng, xin phép khách quý nào có con số 79 không ạ? 78 thì không được rồi, vâng, 78 không phải thần tài được. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay khai trương quá hồng phát luôn. Con số giải nhất, con số thần tài. Vâng ạ, xin mời, con bốc một lá phiếu tiếp theo. Rồi, hai mẹ con đứng trước điều ảnh. Lá phiếu số 84 ạ. 84, ai đây là đang sở hữu con số 84 ạ? Có ai không ạ? Không có ai đúng không ạ? Vậy là xin mời ông Nguyễn Hồng Cương ạ. Ông Nguyễn Hồng Cương đến bốc cho một lá phiếu ngày hôm nay cho vị khách quý. Biết đâu này là một vị khách quý, ai là người may mắn ông thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Hồng Cương. Vâng, ông Dương Hồng Cương ạ, chân thành kính mời. Một lá phiếu may mắn cùng một giải nhất ngày hôm nay sẽ dành cho quý vị và đảo thật đều. Và hôm nay là rất là công bằng. Ban tổ chức đã dành lá phiếu ngày hôm nay, đây là lá phiếu của ban tổ chức, không phải lá phiếu của công ty. Em không được bốc, ngày hôm nay làm sao em được bốc? Vâng, lá phiếu 53, ai đang sở hữu con số 53? Wow, xin chúc mừng. Rất tuyệt vời, bạn đã giành giải nhất ngày hôm nay. Mời con số 53 bạn lên đây. Wow, hôm nay bạn về giúp cho ban tổ chức ngày hôm nay. Bạn đã có con số may mắn, đó chính là con số giải nhất ngày hôm nay. Xin mời chúc mừng bạn. Wow, đã xinh đẹp rồi mà còn được giải nhất thế này nữa thì quả thực là quá là tuyệt vời. Vâng ạ, chúc mừng em đã về với Lavender Spa ngày hôm nay và em đã giành giải nhất. Vâng, có thể ngày hôm nay em đã đạt giải nhất rồi, em để giúp cho ban tổ chức bốc cho một giải đặc biệt được không? Được rồi, xin mời em bốc cho một giải đặc biệt ngày hôm nay. Vâng ạ, xin phép vì đây là giải đặc biệt, vì cái giải thưởng này nó rất là lớn. Thế là xin phép ban tổ chức được đọc chậm lại con số này. Tất cả quý vị khách quý, chúng ta trên tay chúng ta có con số nào là con số 1 không ạ? Ai có số 1 ở trước ạ? Giơ tay ạ. Ai có số 1 ạ? Có 3 người. Ai có số 1 ở đầu tiên ạ? Đúng rồi. Chúng ta giơ tay. Và con số tiếp theo, ai có số 3? Có ai không ạ? Đó chính là con số giải đặc biệt, con số 13. Ai là đang sở hữu con số 13? Giơ tay ạ. Có không ạ? Wow, thế quả thực là chia buồn với là những ai mà đang cầm con số này mà lại là không ở đây. Nhưng mà là chúc mừng tất cả các vị khách quý đang ở đây mà chúng ta không phải con số này. Vì vòng quay là vòng tiếp theo, con số 13 xin phép được hủy. Và xin mời bạn, bạn sẽ rút bàn trước một lá phiếu tiếp theo. Vâng ạ, con số 4 ạ, ai đang sở hữu con số 4 ở phía trước? Vâng, con số chục, hàng chục đấy ạ, con số 4. Vâng, con số hàng đơn vị đó chính là con số được mang số 6. 46 ạ, ai ạ? Wow, xin chúc mừng với bạn lên sân khấu. Rất tuyệt vời. Cho anh xem con số của em nào. Được rồi. Bạn sẽ qua đây. Bạn tổ chức xin được chúc mừng hai em ngày hôm nay. Một bạn đạt giải nhất. Một giải nhất ngày hôm nay bạn sẽ giành được đó chính là Massage Body rồi, của Lavender Spa. Và bạn giải đặc biệt ngày hôm nay, xin chúc mừng bạn. Bạn đã đạt được một giải đặc biệt, đó chính là Massage Thư Giãn. Xin chúc mừng hai bạn. Và rất là tuyệt vời. Xin mời hai bạn sẽ về hàng check-in ngày hôm nay để ghi lại số điện thoại, địa chỉ để tất cả các bạn sẽ quay về với Lavender Spa để tham gia đến chương trình giải thưởng tất cả quý vị. Chị Lan Anh rồi.
không nên bên em chiều lại đi. Ngoài kia tuyết rơi nhiều, trong băng giá tình thề buồn ơi. Buồn ơi ta khóc buồn hận. Ra đi hỏi rằng có tàn nhẫn không, và sau đây một tác phẩm Từng Xem Đêm Nay, nhạc và lời của Đức Huy. Vẫn xin mời ban nhạc vẫn tông đó và rumba. Thank you.
trình. Đôi mắt môi xanh sao hao gầy. Chị Lan Anh. Vâng. Mẹ em. Chị Lan Anh ở ra đi, hỏi rằng có tàn nhẫn không? Và sau đây một tác phẩm từng xem đêm nay, nhạc và lời của Đức Huy. Vẫn xin mời ban nhạc vẫn tâm đó. Vâng. Ở Rumba.
Ú Mao La số phiếu giải nhất dành cho mẹ cháu Ú Mao La. Thử nghĩ thế nào, xem có được không nhá. Nào, Ú Mao La được chưa? Vâng, kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, và hôm nay đây xin mời cháu, cháu sẽ rút cho bạn trước có một giải nhất dành cho một vị khách quý. Con số giải nhất là con số 79. Wow, một con số rất là tuyệt vời đấy ạ, thần tài. Quá tuyệt vời, kính thưa tất cả quý vị, quả thực là khai trường quá hồng phát. Con số giải nhất là con số thần tài, quá tuyệt vời. Vâng, xin phép khách quý nào có con số 79 không ạ? 78 thì không được rồi, vâng, 78 không phải thần tài được. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay khai trường quá hồng phát luôn, con số giải nhất, con số thần tài. Vâng ạ, xin mời, con bốc một lá phiếu tiếp theo. Rồi, hai mẹ con đứng trước điều ảnh. Lá phiếu số 84 ạ. 84, ai đây là đang sở hữu con số 84 ạ? Có ai không ạ? Không có ai đúng không ạ? Vậy là xin mời ông Nguyễn Hồng Cương ạ. Ông Nguyễn Hồng Cương đến bốc cho một lá phiếu ngày hôm nay cho vị khách quý. Biết đâu này là một vị khách quý, ai là người may mắn ông thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Hồng Cương. Vâng, ông Dương Hồng Cương ạ, trân trọng kính mời. Một lá phiếu may mắn cùng một giải nhất ngày hôm nay sẽ dành cho quý vị và đảo thật đều. Và hôm nay là rất là công bằng. Ban tổ chức đã dành lá phiếu ngày hôm nay. Đây là lá phiếu của ban tổ chức, không phải lá phiếu của công ty. Em không được bốc, thế ngày hôm nay làm sao em được bốc? Vâng, lá phiếu 53. Ai đang sở hữu con số 53? Wow, xin chúc mừng. Rất tuyệt vời. Bạn đã giành giải nhất ngày hôm nay. Mời con số 53 bạn lên đây. Wow, hôm nay bạn về giúp cho ban tổ chức ngày hôm nay. Bạn đã có con số may mắn, đó chính là con số giải nhất ngày hôm nay. Xin mời chúc mừng bạn. Wow, đã xinh đẹp rồi mà còn được giải nhất thế này nữa thì quả thực là quá là tuyệt vời. Vâng ạ, chúc mừng em đã về với Lavender Spa ngày hôm nay và em đã giành giải nhất. Vâng, có thể ngày hôm nay em đã đạt giải nhất rồi, em có thể giúp cho ban tổ chức bốc cho một giải đặc biệt được không? Được rồi, xin mời em bốc cho một giải đặc biệt ngày hôm nay. Vâng ạ, xin phép vì đây là giải đặc biệt, vì cái giải thưởng nó rất là lớn. Thế nên xin phép ban tổ chức được đọc chậm lại con số này. Tất cả quý vị khách quý chúng ta trên tay chúng ta có con số nào là con số 1 không ạ? Ai có số 1 ở trước ạ? Giơ tay ạ. Ai có số 1 ạ? Có 3 người. Ai có số 1 ở đầu tiên ạ? Đúng rồi. Chúng ta giơ tay. Và con số tiếp theo, ai có số 3? Có ai không ạ? Đó chính là con số giải đặc biệt, con số 13. Ai lại đang sở hữu con số 13? Giơ tay ạ. Có không ạ? Wow, thế quả thật là chia buồn với là những ai mà đang cầm con số này mà lại là không ở đây. Nhưng mà là chúc mừng tất cả các vị khách quý đang ở đây mà chúng ta không phải con số này. Vì vòng quay là vòng tiếp theo, con số 13 xin phép được hủy. Và xin mời bạn, bạn sẽ rút vào trước một lá phiếu tiếp theo. Vâng ạ, con số 4 ạ, ai đang sở hữu con số 4 ở phía trước? Vâng, con số chục, hàng chục đấy ạ, con số 4. Vâng, con số hàng đơn vị đó chính là con số được mang số 6. 46 ạ, ai ạ? Wow, xin chúc mừng với bạn lên sân khấu. Rất tuyệt vời. Cho anh xem con số của em nào. Được rồi. Và dựng vào đây, ban tổ chức xin được chúc mừng hai em ngày hôm nay. Một bạn đạt giải nhất. Một giải nhất ngày hôm nay bạn sẽ giành được đó chính là Massage Body của Lavender Spa. Và bạn giải đặc biệt ngày hôm nay, xin chúc mừng bạn. Bạn đã đạt được một giải đặc biệt, đó chính là Massage Thư Giãn. Xin chúc mừng hai bạn. Và rất là tuyệt vời. Xin mời hai bạn sẽ về hàng check-in ngày hôm nay để ghi lại số điện thoại, địa chỉ để tất cả các bạn sẽ quay về với Lam Spa để chúng ta sẽ đến liệu trình giải thưởng của tất cả quý vị. Xin mời có thể là một vị khách quý ạ về dự lễ khai trương ngày hôm nay để giúp cho bạn trước bốc một lá phiếu giải nhất ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, có đây xin mời một bạn nhỏ. Vâng, bạn nhỏ đang ngồi bàn thứ hai. Xin mời bạn nhỏ. Rồi, bạn lên đây. Bạn giúp cho ban tổ chức ngày hôm nay một lá phiếu may mắn cho vị khách quý ngày hôm nay đạt giải nhất. Xin mời bạn. Nguyện ta hương, nguyện ta xuôi cho hồn nước đây là mặt thương soi. Ai đắm đắm, ai pha đắm cho hồn.
trong nước đây tình chúng ta đối với Hoài Thương cũng như là toàn bộ anh chị em nghệ sĩ đến với cái chương trình chính là những tràng vỗ tay nồng nhiệt đến từ quý vị đấy ạ. Gió ác nhỉ? Gió nó đỏ hết luôn, tím ạ. Bác Thuần ít hơn. Bác Thuần ít hơn, bác bên này nhiều hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý ạ về dự lễ khai trương ngày hôm nay để rút cho bạn trước bốc một lá phiếu giải nhất ngày hôm nay. Xin mời.